Chúng ta bắt đầu nhé. Ở trên cái nhóm này có một bạn bạn có một bạn nói tôi là cần giải hai cái bài 90 ở trong cái phần phần dãy. Các bạn cần cần tôi giải hai bài này không? Bài 9 là cho trước hai dãy AB thiết lập dãy C bao gồm các phần tử chung của AB. Bài này dễ mà. Bài số 2 là cho trước hai dãy AB. Có cần làm không? Có đây ơi. Cho bài 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 10 là cho trước hai Đấy dãy lại AB thiết lập dãy C bao gồm các phần tử khác nhau từng đôi một và có dạng là tổng tổng AB cho nó A thuộc A và B thuộc B. Nên tôi làm hai hai bài đó nhé. Đây là tôi cho trước đây nhé. Làm ngay trên ngày ngay trên này thôi. Làm ngay trên này nhé. Rồi bây giờ sửa cái này nhé. Đây là tôi đang giả sử A bằng 1 0 10 9 5 3 20, giả sử đấy nhé. B là ví dụ 20 0 trừ 1 15 5 3 21 100 trừ 7, ví dụ thế nhé. Thế như vậy những phần tử chung của nó là 20 này, rồi là 0 này, rồi là 5 này, 3 này, đấy. Đó là những số chung nhé. Thì nó phải cái chúng ta phải tạo ra cái dãy C là lồng của cái phần tử chung của AB. Nên cái đơn giản đấy nhé. Bây giờ chúng ta chỉ việc gì, chúng ta lợi dụng cái lợi dụng cái toán tử in ví dụ cho x thì bằng 10 chẳng hạn, thì chúng ta muốn x thì kiểm tra có nằm trong A hay B không, chúng ta dùng toán tử này in B hay không này. Nên là đây là toán tử logic kiểm tra xem là phần tử x có nằm ở trong dãy B hay không. Thì nó trả về là true thì là nằm trong, còn false thì là không. Anh vậy chúng ta làm như sau này. Chúng ta tạo ra một cái dãy C đầu tiên là rỗng này. Sau đó chúng ta duyệt trên các phần tử của A. Các phần tử mà thuộc chung của AB tức là phải vừa thuộc A vừa thuộc B thì chúng ta duyệt trên phần tử của A. Nếu phần tử đó mà thuộc B thì chúng ta đưa vào C, còn không thuộc B thì thôi. Đấy, thì như vậy chúng ta làm lệnh cho đây for này. X in A, đây là lệnh là duyệt tất cả các phần tử trên A. Sau đó kiểm tra if nếu mà x thì mà nằm thuộc cả B nữa, đây nếu x nằm trong B nữa thì chúng ta mới bổ sung vào. Đây chính là cái lệnh mà là cái lệnh để như vậy C là cái phần tử gồm thuộc là cả A mà cả B. Đấy, thì là C chính là cái này 0 5 3 20. Cái bài này rất đơn giản nhé. Bây giờ là sang bài số 2 là cho trước AB cứ việc thiết lập dãy C bao gồm các phân tử dạng là A cộng B. Nó phải là tổng tổng của A, phân tử của nó là phải tổng của hai số ở trong A và B. Đấy, nhưng mà nó phải khác nhau từng đôi một, nó không không theo trùng nhau. Thì cái làm cũng đơn giản thôi. Chúng ta phải có cái hai vòng duyệt lồng nhau, một vòng duyệt trên A, vòng duyệt trên B. Gọi là cho A là for A in A và cho for B in B, và kiểm tra xem nếu mà cái A cộng B, các chị A cộng B thuộc C không, nếu không thuộc C thì đưa vào C, thuộc C rồi thì thôi. Thì như vậy là cái phần tử trong C nó khác nhau từ đến một. Chúng ta làm nhé, bài số 2 này. Chúng ta lấy đầu tiên cho C là bằng rỗng này. Sau đó thì for chúng ta cần duyệt trên cả hai. For x in A, để cho A nhân dễ hơn nhé. A này, in A này. Đấy. Sau đó là for b in b, được chưa? Thì như vậy là hai lệnh for lồng nhau này là duyệt tất cả a trên a và thuộc tất cả b trên b. Như vậy nó duyệt tất cả các phần tử là cái cặp ab trong đó là a chạy trên a nhỏ a lớn và b chạy trên b. Mà sau khi kiểm tra if a cộng b mà
in và not, not in C. Đấy. Tức là nếu A cộng B mà trục C thì chúng ta sẽ bổ sung C. Append A cộng B. Còn nó thuộc rồi thì thôi. A cộng B mà đã thuộc C rồi thì thôi, không mà không phải đưa vào nữa. Thì như vậy suy ra là cái C này là gồm tất cả phân tử có dạng A cộng B nhưng mà khác nhau từng đôi một. Đấy. Thì chúng ta kiểm tra C thì C nó sẽ là tất cả các phân tử mà nó là có dạng, vì là chúng ta đưa vào C chỉ là các phân tử có dạng là A cộng B, thấy không nào? Mà A, B đây là A, đây là duyệt trên A và B là duyệt trên B. Như vậy là tới chỗ này là duyệt tất cả các cặp AB rồi. Cho nên là nó sẽ bao quát tất cả cái những cái mà chúng ta muốn đưa vào rồi bên trên kiểm tra. Nếu mà AB đã thuộc C rồi thì thôi chúng ta bỏ qua. Nếu chưa thuộc C thì ta bổ sung vào C. Thực ra C chính là các phân tử khác nhau từ đêm một có rằng là A cộng B. Thế đó là cái bài số 10 nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Nó cũng đơn giản thôi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang bài mới. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Thì sau này các bạn cần tôi giải cái bài nào các bạn cứ viết trên lên nhóm, còn viết lên 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 cái này cũng được. Tôi sẽ dành thời gian, tôi sẽ giải các tập bắt đầu cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học sang cái bài mới. Hôm nay là bài số 6, là cái bài là về hàm số, vì là về hàm. Cái bài này là cái bài nhé. Hôm nay chúng ta học sang cái bài 6 là hàm trong Python. Thì phần hàm chỉ con trong trong chương trình trong trong cái sách kiến thức thì nó còn có 6 bài, có 6 bài. Thế là không chữa 3 bài. À, 3 bài. Và là 3 bài 6 tiết. Thì như vậy là bài thật ra cái phần hàm là khó, tôi sẽ nói sâu ở cái phần này, nhưng mà cái phần hàm ở trong Python thì cái về về mặt đại cương thì nó rất là đơn giản, nó giống hệt khái niệm hàm ở trong Pascal và hàm ở trong C. Đấy. Tuy nhiên trong sách thì chỉ viết ra những cái phần là dễ thôi, còn những phần khó thì cũng viết. Thì trong sách chỉ có một cái bài là hơi khó một chút, chính là cái bài 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 số 3. Bài số 3 thì tôi mô tả nhé. Thì ở trong sách kiến thức thì cái phần hàm này được viết trong 3 bài. Cái bài thứ nhất là nôm na là định nghĩa hàm, mà chúng ta định nghĩa hàm ở trong Python, định nghĩa hàm, và chúng ta có thể khởi tạo tự tạo ra các cái hàm. Đấy, là bài thứ nhất. Bài này thì rất là dễ, tôi sẽ mô tả ngay bây giờ cho thấy là cách tạo một cái hàm trong Python là vô cùng đơn giản. Cái ý thứ hai là cái bài số 2 là bài định nghĩa cái khái niệm, tức là phân biệt cái khái niệm, có hai khái niệm rất là quan trọng. Hai khái niệm là gì? Là tham số và đối số của hàm. Tham số và đối số. Thì cái này là cái nó, về mặt định nghĩa là nó dễ nhé, của hàm. Nhưng mà đi sâu vào thì nó sẽ hơi khó một chút. Thì đây là cái sự khác biệt rất lớn giữa mô tả hàm ở trong Python và Pascal. Thì cái phần mô tả ở trong sách thì nó rất là dễ, cho nên các bạn yên tâm nó không có gì phức tạp, nhưng mà theo tôi chúng ta nên biết sâu hơn một chút. Thì tôi sẽ trình bày cái này sâu hơn trong cái bài số 2 này và cái bài số 3. Bài số 3 cũng là một trong những phần mà tương đối khó của cái phần của sách, tức là chúng ta xác định học về cái cách xác định cái miền tác dụng của biến, miền tác dụng, hay là nôm na đây là cái bài học mà chúng ta sẽ phân biệt học phân biệt được cái ý nghĩa của hai loại biến là biến tổng thể và biến địa phương ở trong trong Python. Biến tổng thể và biến địa phương, địa phương được chưa? Đó thì cái này là hơi khó một chút, nhưng mà những cái phần mà dạy ở trong sách cũng là dễ, cho nên là tóm lại là cả ba cái phần này của trong sách tin học 10 là dễ. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn hiểu biết sâu chúng ta sẽ phải học sâu hơn. Thì tôi sẽ cố gắng là trong cái trình này tôi sẽ trình bày các bạn là tất cả những phần này đều trình bày sâu hơn một chút để chúng ta có cái nhìn tổng quát nhé.
Rồi thì chúng ta đi vào cái phần đầu tiên là cái định nghĩa hàm ở trong Python thì nó rất là dễ. Cách khai báo một cái hàm trong Python nó chỉ dùng một từ khóa là dep như này thôi. Một từ khóa dep là một cái từ từ khóa trong Python là dùng định nghĩa một cái hàm. Thì sau dep sẽ là tên một cái hàm, tên một cái hàm bất kỳ. Ví dụ tôi lên một hàm s, sau đó là mở ngoặc đóng ngoặc thì hàm có thể là không có tham số. Thì nếu có, ví dụ có x thì phải y, lấy như vậy nhé. Một hàm có thể có một hay nhiều tham số, hoặc có thể là không có tham số. Nhưng đã hàm thì phải là tên hàm, sau mở ngoặc đóng ngoặc, sau đó là mô tả hàm là hai chấm xuống dòng thụt vào và bắt đầu mô tả các cái hàm đó nhé. Thì khi mô tả chúng ta có thể tạo ra các cái biến địa phương của nó, ví dụ như là z, ví dụ z bằng x cộng y, đấy ví dụ như vậy. Sau đó chúng ta biết là z, ví dụ như z bằng z nhân với 2x trừ đi 3y, lấy ví dụ vậy không đó. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Thì chúng ta có thể là không có, nhưng mà nếu mà cần trị trả lại thì chúng ta dùng từ khóa return z. Thì đây như vậy là các chúng ta mô tả một cái hàm tổng quát nhé, là có từ khóa dep này, sau là cái tên hàm là bất kỳ cái tên hàm. Cách viết tên hàm là nó giống hệt như là cách viết cách khai báo biến, cách tạo một cái biến, sau đó là cái mở ngoặc đóng ngoặc, bây giờ không có đóng ngoặc, hoặc là sau đó có bên trong có tham số hoặc là không có tham số cũng được. Sau là hai chấm xuống dòng và mô tả các lệnh. Trong cái lệnh này thì có thể có hoặc không có, thì nếu có từ khóa return thì là sau đó là giá trị, thì nó sẽ là cái chỗ mà nó dừng lại, nó trả lại giá trị đó. Thì bài này nó trả lại giá trị là z nhé. Đây em, chúng ta vừa khai báo xong cái hàm f và bây giờ chúng ta sẽ gọi nó này f này. Ví dụ tôi gọi là f là 23, như vậy nó sẽ trả về cái giá trị đây là 25, hay là f ví dụ như là 16 trả lại. Chúng ta có thể gọi hàm f thông qua các cái biến khác, ví dụ như là a, tôi cho a bằng 10, cho a bằng 10 và cho b bằng 7.5 chẳng hạn, 7.6 chẳng hạn, gọi là f a phải b thì nó sẽ trả lại giá trị đó. Như vậy đây là định nghĩa hàm, còn đây là lời gọi hàm. Như vậy là rất đơn giản đúng không ạ, nó hoàn toàn giống đối với C đối với Pascal. Cho nên là chúng ta cái phần này phần cái, nên là cái bài đầu tiên là dạy rất là dễ được chưa. Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một số cái bài tập, làm một số cái ví dụ đơn giản nữa để chúng ta hình dung nhé. Tôi lấy ví dụ một cái hàm mà nó không có chị trả lại thì làm như nào. Ví dụ lấy cái hàm f, tôi làm cái hàm tôi gọi là hàm chào, thậm chí là không có bài này là cái bài này là thậm chí là không có tham số đầu vào luôn, chào thôi, mà chúng ta dùng lệnh print, như này, xin chào hết. Hàm đó nó đúng lệnh là pin xin chào. Cái hàm chào này là hàm mà là không có tham số đầu vào này, nó không có từ khóa return luôn, chứ nó không có trả lại. Nhưng mà tại sao trong return nó phân biệt được cái hàm này là hàm có trị trả lại, được chưa, hàm này là hàm không có trị trả lại đó. Bây giờ gọi hàm chào này, xong đó thì như thế này, nó sẽ chạy lệnh là xin chào. Được chưa? Tôi ví dụ cái hàm thứ ba là cái hàm mà tôi viết là hay là g đi, g hay là như hai tôi g, sau đó thì là g là name, cái này một cái biến là biến name, sau đó là cái lệnh là print name, xin chào, print name là chào phẩy name, hay như vậy là yeah. Sau đó tôi dùng từ khóa return, nhưng mà return xong enter luôn, return mà không có chỉ trả lại đó. Thì cái hàm này là hàm làm này, tôi gọi g này, xong tôi viết chữ hà vào đây, thì cái hàm này sẽ báo thông báo đi ra dòng chữ là chào hà. Nhưng mà đầu vào của nó là cái name này là nó là một cái hoặc là sâu hoặc là số bất kỳ, không quan trọng là sâu nhé, nó là sâu thì cái hàm này cũng gọi cái lệnh là chào, sau đó là name đây đó. Thì cái hàm này là hàm chào này là hàm không có từ khóa return, hàm này là có từ khóa return nhưng không nghĩ trả lại, thì người ta vẫn gọi cái hàm này là hàm, là cái hàm này về mặt hàm nó tương đương với cái hàm này là hàm là có kết thúc mà không có chị trả lại
Được chưa? Đó. Thế tôi mở rộng thêm nhé. Mở rộng thêm một tí cho các bạn biết là cái hàm này này, cái hàm trên này là hàm có chữ trả lại thì đã hiểu, rồi. Chữ trả lại là một cái là một con số. Cụ thể ở đây thực ra nó trả lại ở đây là gì? Bản chất trả lại không phải không 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 phải là một cái, không phải là không không phải là một cái giá trị là nó đâu trả trị nó trả lại đây là một cái đối lại là một cái đối tượng. Ở đây chúng ta xét đây quân ra đây là đối tượng là số nguyên thì cái hàm này nó trả lại giá trị là một đối tượng số nguyên chẳng hạn nhé, nó trả lại đây là đối tượng. Còn cái hàm này là không có gì trả lại, hàm này có từ từ khóa return nhưng cũng không có gì trả lại vì sau từ khóa return không có gì cả, thì bản chất hai hàm này là cái gì? Hai hàm này là nó trả lại một đối tượng là chính là đối tượng là năm. Chúng ta biết từ khóa năm rồi đúng không nào? Từ khóa năm là một cái, nhắc lại các bạn là đây là mở rộng thêm một chút nhá. Như vậy là khi chúng ta dạy cho học sinh ấy, thì chúng ta nói là cái hàm chào và hàm g là hai hàm là không có giá trị trả lại. Thì có thể chúng ta có thể nói với học sinh hay là có thể nói chúng ta hiểu nhau là nó tương đương với khái niệm là thủ tục ở trong Pascal. Còn ở trong C thì nó tương đương với khái niệm là hàm void, hàm void là hàm không có chữ trả lại. Thì như vậy cái hàm mà không có từ khóa return hoặc có từ khóa return sau đó là rỗng ấy thì là cái hàm tương đương với là thủ tục và hàm void. Hay là trong Python thì nó gọi đó là những hàm không có chữ trả lại. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì nó có chỉ trả lại nhưng mà trả lại là năn. Chúng ta biết năn là cái gì? Năn là một cái năn là một cái là một cái là một cái đối tượng dữ liệu mà thuộc kiểu là thuộc không kiểu gì cả. Khi chúng ta giờ tôi chúng ta viết là z bằng năn thì thực ra là năn năn nó là một từ khóa nó thuộc kiểu dữ liệu là không thuộc kiểu dữ liệu gì cả, nó dữ liệu đặc biệt. Tôi gọi tôi dùng time nhé, z này thì nó ra cái là non time. Như vậy là non time mà là một kiểu dữ liệu đặc biệt, nó vẫn là class nhé. Đấy. Kiểu dữ liệu non time, tôi nhắc lại một chút, kiểu dữ liệu non time là kiểu dữ liệu rất đặc biệt ở trong Python, nó chỉ có một giá trị thôi là non. Đấy, cho nên bây giờ tôi nói thêm ở đây để chúng ta có cái hình dung nó tôi nâng cao được một chút đấy nhé. Như vậy là hàm ấy, như vậy nhắc lại các bạn là hàm nhé. Hay báo hàm là như sau là def, sau đó là tên hàm. Tên hàm ở đây là phải đúng theo quy định của tên biến, sau đó là các cái tham số. Nếu có tham số có thể có hoặc không, cách nhau bởi dấu phẩy nhé. Sau là hai chấm, sau đó là mô tả hàm. Mô tả hàm. Trong mô tả này có thể có không có từ khóa return. Thì có thể nó có dạng là return, sau return là một cái giá trị nào đó mà tôi muốn trả lại, hoặc là có thể có từ khóa return không thôi, không có gì như này đấy. Được chưa? Thế thì cái hàm mà không như trả lại thì thật ra là nó trả lại là chính là năn đấy, chính là năn nhé. Thì mà cái năn năn nó làm cái giá trị hay là cũng là một cái đối tượng thuộc kiểu dữ liệu là năn thai. Này chúng ta kiểm tra nó thường là năn thai đúng không? Đúng rồi, năn thai để tôi kiểm tra tên chính xác của nó nhé. Như vậy nó là năn thai. Thì đây là cái tên tên kiểu dữ liệu. Thì kiểu dữ liệu rất đặc biệt, kiểu dữ liệu nó chỉ có một đối một một, một một nó chỉ có một giá trị thôi là năm, hay là nó có một đối tượng thôi. Cái kiểu dữ liệu này là cái năn thai là kiểu dữ liệu mà nó chỉ có đúng một đối tượng, nó có đúng một đối tượng ở trong bộ nhớ, có đúng một đối tượng và nó có cái giá trị, cái value của nó là năm. Ở trong Python nó có một số những cái kiểu dữ liệu đặc biệt như vậy, nhưng chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Nhưng mà cái năn thai là kiểu dữ liệu đặc biệt, nó đi với từ khóa năn và nó được sử dụng rất nhiều ở trong Python vì nó tương đương với khái niệm là khi con ở trong Pascal thì khái niệm là nin, ở trong C là nun gọi như thế. Khi mà chúng ta trong Pascal con trỏ chỉ vào hư vô thì nó là không chuẩn cái gì cả thì nó là nin, thì đây năn có nghĩa là gần như vậy. Đó thì chúng ta nhớ nhé. Cái này là nó thêm một chút thôi nhưng ta cũng biết trước như vậy nhé. Sang năm 11 là chúng ta phải học học được cái này rồi, là có những khái niệm liên quan đến cái này rồi. Đấy. Ở năm 10 thì hoàn toàn không có, học sinh có thể chưa cần biết nhưng mà đề phòng học sinh nó hỏi thì chúng ta cũng có thể trả lời nhé.
Rồi, thế bây giờ như vậy chúng ta đã biết khái niệm mà định nghĩa hàm là chính là cái bài số 1 nhé. Bây giờ tôi sẽ làm thêm vài bài tập. Bây giờ trước khi làm bài tập thêm tôi sẽ cho các bạn xem nhé. Cái này rất là hay đấy. Các bạn biết là chúng ta biết là cái lệnh print không? Cái lệnh bản thân lệnh print là một hàm đấy. Lệnh print là một hàm. Thì cái lệnh print ấy nó cũng là lệnh mà là có là một hàm Python mà nó không có chữ trả lại. Lệnh print là như vậy. Đấy. Lệnh print nó là như vậy. Giả sử nhé, mình tôi biết là x thì khi tôi biết x thì bằng print chào nhé, thì là nó là cái gì thì khi biết như này thì chứng tỏ lên 4x thì là cái giá trị trả lại của hàm print đấy. Thì cái hàm print là cái hàm gì? Hàm print là cái hàm mà không trả lại, hay tôi vừa nói thêm là cái hàm, những cái hàm mà không có chữ trả lại thì thực chất ra nó trả lại giá trị là năn. Như vậy ở đây suy ra đây x chỉ chính là năn đấy. Phía này các bạn tôi kiểm tra nhé, tôi kiểm tra type x chỉ chính là năn đấy, x chỉ chính là năn, chính là năn năn thai. X thì tôi kiểm tra x chỉ là năn này, nó bằng như vậy là thực ra là vẫn có chỉ trả lại, nhưng mà chúng ta không để ý thôi. Hơi sâu một chút nha. Như vậy là cái hàm print là hàm như vậy. Ở đây cũng vậy, cái hàm g này cũng vậy, hàm g là hàm mà không có chỉ trả lại, thực chất ra nó trả lại giá trị là năn. Hàm này cũng vậy, hàm này là hàm vậy. Bây giờ tôi viết nhé, ở đây x là bằng pin này. Bây giờ tôi viết là đây, tôi viết là g nhé, tôi viết là y bằng chào, y bằng chào bằng cái hàm chào, cái hàm tôi vừa y bằng chào này đó, thì x thì bằng bằng y không nhé, bằng y, x thì bằng y đấy. Chính là năm đấy nha. Tôi thực print str cái x chỉ ra cho nó là cái gì, str x chỉ ra nó là năm đấy, là cái biểu diễn của giá trị này chính là năm. Str là cái hàm chuyển đổi từ kiểu này sang kiểu khác, các bạn biết rồi đúng không? Chuyển đổi từ sâu, từ từ số sang sâu, nên chuyển đổi từ năn sang thì nó chuyển đổi từ kiểu dụ là năn thai, nó sẽ là năn, sẽ là x thì chính là năn, y cũng là năn. Như vậy là tổng quát nhé. Như vậy là mà thật ra là tất cả các hàm trong Python đều có chỉ trả lại hết, đều có chỉ trả lại hết, nhưng mà người ta có thể tạm thời chia ra. Như vậy là tất cả các cái hàm của Python đều có chỉ trả lại hết, nhưng mà chúng ta chú ý chỉ trả lại, nhưng mà chúng ta phải dạy cho học sinh rõ ràng hơn. Thì một cái loại là có trả lại giá trị cụ thể, trả lại giá trị tường minh, trả lại ví dụ trả lại một cái sâu, một cái dãy, một cái con số. Còn loại thứ hai là trả lại năn, là thực chất là không có chỉ trả lại cái giá trị là năn, nhưng mà cái này là cái này nó không, chúng ta có hiểu nôm na năn là cái gì, nó là không là gì cả đó. Nhưng mà bản thân năn nó là một kia nhé, năn nó là một giá trị cụ thể ở trong Python đấy. Chúng ta có thể viết hoàn toàn, chúng ta viết là a dãy a bằng có hai giá trị, thì đầu tiên đầu là không, giá trị thứ hai là năn. Mình hiểu chữ năn này không hiểu đấy, năn đấy. À, hàm năn đấy, gọi nó hàm đấy chị. Mình năn là năn năn là một cái từ khóa, mà rất là một từ khóa của Python mà nó có ý nghĩa. Rồi, mà chúng ta hiểu chỗ này rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái bài tập mà đơn giản nhé, làm trước khi sang bài số 2, phần 2. Chúng ta có nhiều thời gian, cứ là chúng ta hết thời gian chúng ta sang buổi sau, hôm sau cả nhé. Bây giờ tôi làm một vài bài tập mà đơn giản nhé. Ví dụ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ làm chúng ta làm ghi lại chương trình cho đẹp đi. Chúng ta vào đây nhé. Bây giờ chúng ta đây. Chúng ta sẽ làm một số bài như sau này. Đầu tiên là cái hàm là kiểm tra xem là một năm có phải năm nhuận hay không. Đấy. Cái hàm mà đầu vào là số n, đầu ra là true hoặc false. Nếu n là năm nhuận thì nó trả lại là true, nếu n là false thì nó trả lại là nếu n là không nhuận thì trả lại là false. Chúng ta làm bài đó nhé. Đây, hàm kiểm tra
nhận nhé. Nhuận. Rồi, đếp này, nhuận chúng ta biết là được bài lần n. Bài này đơn giản lắm, bài này chúng ta biết điều kiện là n là rồi, n là nhuận rồi, chúng ta làm chúng ta biết luôn return luôn cho nó dễ nhé, return này. Return nhé. Như vậy là n là nhuận khi chỉ khi là hoặc n chia hết 400, chúng ta nhớ lại cái số này nhé. Hoặc là đồng thời n phải chia hết cho 4. Đồng thời n không chia hết cho 100. Đấy, thì đây chính là cái biểu thức logic. Nó sẽ trả lại là đúng khi mà n là nhuận, còn trả về là false khi n không là nhuận đó. Nhưng mà đây là cái hàm như vậy nhé. Bây tôi làm một trình chính như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ in ra trên màn hình tất cả các đâm nhuận trong thế kỷ 21 nhé. Đấy, như vậy tôi làm một tập sau đây này. Đây chương trình chính nhé, đây phần trên là hàng kiểm tra, đây là chương trình chính này, chương trình chính là như sau, là in ra tất cả các năm nhuận trong thế kỷ 21. Như sau này, for này. Tôi for n in range thế kỷ 21 là tính từ năm 2000 đi, năm 2000. 2000 cho đến năm là 2101. Đó, 2101. Range cho lên trong cái đó đấy. Chúng ta kiểm tra if nhuận n. Đấy, nếu mà n là nhuận thì in ra, thì chúng ta print n, mà chúng ta in ra trên hàng ngang thì như thế này, thành một chương trình, được chưa, rất đơn giản thôi. Đó, thì tôi in ra nhé, tôi ghi ra cho các bạn còn xem lại. Chúng ta nó là cái Python đây, bài 6 đây, rồi năm nhuận nhé, chỉnh đây là in năm nhuận, chúng ta chạy thử nhé. Đấy, in ra đấy. Tất cả các năm nhuận của thế kỷ 21 từ năm 2000 cho đến kết thúc là năm 2100. Năm 2100 thì không phải là nhuận. Năm cuối cùng là năm 2096 là năm nhuận. Đó. Được chưa? Như vậy đây là cái bài đầu tiên mô tả như vậy, nó rất là đơn giản. Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm bài số 2. Bài số 2 là như sau, bài số 2 là cho chức n và kiểm tra xem n có phải nguyên tố hay không. Bài của chúng ta là bài kiểm tra là nguyên tố. Thì cái đề bài mà kiểm tra một số là số nguyên tố thì nó có rất nhiều cách giải khác nhau, thì tôi sẽ mô tả một vài cách giải nhé. Đây là cái hàm kiểm tra n có là nguyên tố hay không nhé, là nguyên tố hay không. Đó, thì tôi làm cái hàm bếp như này nhé. Đếp này dùng cái làm dụng lệnh là prime này. Bây giờ cách thứ nhất nhé, cách nhất là rất đơn giản thôi, là tôi kiểm tra đếm số các cái ước thực sự của n, tôi đếm từ 1 trở đi, 1 cho đến nhỏ hơn n, thì ước thực sự để mà làm ước thực sự này mà là 1 ấy thì nó sẽ là nguyên tố, còn lại nó không là nguyên tố, được chưa? Như vậy ta làm như sau, mà rất đơn giản, chúng ta làm như sau, chúng ta dùng biến c để chúng ta đếm số các ước thực sự của n nhé, đó bằng không. Thì cái biến này là biến đếm, cái biến này là biến đếm số các ước thực sự của n. Cách này là cách mà nó nhìn rất là dễ dàng nhưng mà nó không thật tối ưu, thì chúng ta sẽ
Chúng ta có thời gian chúng ta sẽ chỉnh sửa cho tối ưu hơn một chút. Bài này đơn giản như sau, chúng ta chỉ việc lấy một vòng for i in range bắt đầu từ 1 thì đi và kết thúc là chữ n và kiểm tra. Kiểm tra if mà n i là ước của n thì chúng ta tăng c lên một đơn vị. Đấy, tăng c lên một đơn vị. Thì sau cái vòng lặp này này, sau là vòng lặp for này thì c chính là đếm chính là số thực sự của n. Thì một cái bài này nó đảm bảo là nếu nó bằng một thì là nó không có luôn. Như vậy là kết quả như sau là n là nguyên tố khi chỉ khi là c bằng một. Đó, chúng ta làm sao như thế này, if c bằng một thì chúng ta return true. True. Còn else else thì return false. À, như vậy cái bài đầu tiên là cái bài phán một, là phán rất là dễ, phán một này rất là dễ, làm chúng ta kiểm tra nhé. Để kiểm tra xem là bây giờ chúng ta sẽ in ra các số nguyên tố nhỏ hơn 100 nhé. Đấy, tính từ không trở đi cho các là for này, for x in range 100. Đấy, chúng ta kiểm tra từ không đến 99 xem là có bao nhiêu các số nguyên tố nhé. Bây giờ là if prime x gửi cho lễ chỉ là số nguyên tố thì chúng ta sẽ print x ra là chỉ một hàng ngang. Đây là cái lệnh sẽ in ra cái lệnh for này sẽ in ra cái lệnh for này sẽ in ra tất cả các số nguyên tố nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Đây cái hàm trên này để cho mình. Bây giờ tôi sẽ ghi ra nhé. Nguyên tố ở đây tôi để là một. Chúng ta sẽ có một vài phiên bản nữa nhé. Phiên bản này phiên bản dễ, phần dễ tôi làm như này. Đấy. Chúng ta chạy thử nhé. Đấy. Đây là tất cả các số nguyên tố trong khoảng từ 0 đến trong số 1 là không phải nguyên tố, số 0 không phải nguyên tố. Và từ 2 trở đi 2 3 5 7 này. Đấy. Thì cái hàm này hàm tôi nói đúng nhé. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho được tôi sửa một chút cái bài cái hàm này nhé, để xem nó tối ưu không. Cái hàm này nó có một nhược điểm, nếu mà n mà lớn ấy mà chúng ta cứ chạy mạch từ không để từ một n trừ một cho đếm thì nếu mà n có một ước số khác một, đúng không nào, ước số khác một mà rất nhỏ thì chúng ta sẽ phải chạy rất phí hoài. N khi ví dụ n 10 anh n là 100 chẳng hạn. 100 chẳng hạn thì với y bằng 2 là ước của n rồi thì là đúng vẫn phải dừng lại ngay, nó có tính tiếp cho tận tận 50 thì như vậy nó mất công quá. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi như sau. Là ở chỗ này này, chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà gặp một cái chữ y mà y là ước của n nhé, y là ước của n mà y mà khác một thì chúng ta dừng ngay lại, đỡ phải mất công là mất công làm như này, chúng ta chỉ đếm đấy, chúng ta chỉ dừng đếm ở đó thôi nhé. Đó thì như này nhé, thì làm như sau này. Đấy. Ta cũng như này thôi, chúng ta xử lý một chút nhé. Như vậy là bây giờ tôi sẽ copy thành cái file 2 này, chúng ta copy cái này xuống nhé để chúng ta làm. Chúng ta sẽ cải tiến dần một chút nhé. Đây là cách làm này. Đây là prime 1 nhé, đây là prime 2, ta để là 2. Đấy. Thì làm như sau này. Vẫn là như này thôi. Vẫn là nhưng mà cái biến C này không phải là biến đếm nữa mà là biến đếm, không phải biến đếm nữa mà một cái biến phụ thôi.
cái biến phụ để mà tính thôi. Đây là cái biến phụ. Biến phụ. Làm như sau đây, tôi làm lại như sau nhé. Tức là bây giờ cho y chạy từ 1 đến n nhé. Thực ra không còn chạy từ 1 đến n nữa. Tôi cho y chạy từ 2 đến n trừ 1. Đấy, cho hay hơn nhé. Từ 2 đến n trừ 1. Nếu mà y nếu mà y là ước của n thì lập tức dừng lại ngay và thông báo ngay là c làm lại n là hợp số, n không không phải là nguyên tố. Được chưa? Thì tôi làm như sau này. Bây giờ như này nhé. Đây chúng ta biến phụ để mà đếm đếm để tôi dùng chút tôi làm như này nhé. Không, bên 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 này ở đây bên này bên bên này vẫn là cái biến để đếm cái để ra một chút y bằng không này vẫn là biến đếm nhưng mà chỉ đếm đến một thôi, mà đếm đến hai là dừng lại ngay nhé. Chỉ đến hai là dừng lại ngay thì làm thế nào? Tôi sửa thêm một chút, các bạn có ý kiến gì không? Vấn đề là tôi phải làm sao mà n mà làm n là số 1 hay là số 0 thì đều phải là cái điều phải là không không phải là trả lời là trả về là sai nhé. Chỉ có là tôi đợi đợi một chút, tôi làm một chút chuyện này. Tăng lên một đúng không nào? Được, tức là thật ra tự phải có như này nhé. Đồng ý đây nhé. Bây giờ ở đây tăng lên một này, đồng ý nhé, về một nhé. Bây giờ ở đây if y mà lớn một thì dừng lại. Đấy. Thì không cần nữa thì muốn if y mà lớn hơn một thì dừng lại. Thì chúng ta cho một lệnh break ở đây. Đấy. Ở đây chúng ta có thể thấy vào chỗ này là một vòng for, mà đây là một vòng while cũng được. Đấy, thì đến vẫn đúng. Bây giờ chúng ta kiểm tra nhé. Bây giờ để đây là 2. Ta chạy thử. Chúng ta có đúng như vậy không? À, chúng ta bị sai này. À, nhưng mà chỗ này bị sai, tôi kiểm tra một chút. Dạ thầy ơi. Ơi. Dạ thầy, em có ý gì thầy, ví dụ như rơi vào trường hợp mà n chia cho y bằng 0 đó thầy. Số dư bằng 0 thì lúc đó mình return phone được không thầy? Return là từ phone. Return là phone luôn đúng không? Ừ cũng được. Dạ. Dạ, rồi sau đó mình ra vòng phone mình mới return true không thầy? Thầy thấy vậy được không? Thật ra bài này có rất nhiều cách mà. À, những cách của tôi là không sao lại là không đúng. Tức là với em là với 4 nhé. À với 4 là tới đây là nó gặp luôn đúng không? Để dừng một chút nhé. Ra cứ làm ra làm rất nhiều cách khác nhau nhé. À, thế bây giờ để như này cho yên tâm này. Thế là cái chai này không phải làm cho làm như này nhé. Tức lại hẳn đi cho nó khác đi, nhưng mình là if nhé. Bây giờ if n mà nhỏ hơn 2 thì tôi return luôn cho nó dễ nhé. Return false thì là nhé. Rồi sau đó là như sau này, sau đó tôi làm như này là để y ở đây nhé. Y chạy từ 2 cho đến n. Nhầm à, cho y chạy từ 2 đến n trừ 1. Nếu mà y là ước của n thì lập tức là return false luôn nhé. Return false luôn. Đấy. Còn lại thì mình ra hết hết vòng lặp này thì mình là return true. Đấy.
Bài này cái cách hai nó như thế này. Đấy. Hơi không hay, không hay ho lắm chữ này. Đấy. Ở đây chúng ta có thể đổi cái vòng này thành, đổi cái này thành thành ấy cũng được, thành thế là đến lại được. Đến này chị thử nhá, xem đúng là đúng rồi đấy nhé. Đó là 2, 3, 5 đúng rồi đấy. Như vậy là nhớ lại nhé, ta vào đầu tiên ta phải dành ra cái chỗ là gì, là nếu n mà nhỏ hơn 2 ta dừng ngay, ta không không kiểm tra. Nếu có n mà lớn hơn hoặc bằng 2 thì chúng ta mới mới xử lý nhé. Thế thì lớn bằng 2 xử lý thì chúng ta làm như sau, chúng ta chỉ kiểm tra xem là n có hay không ước số nhỏ hơn n mà lớn được bằng 2 đấy. Nếu có thì lập tức là false ngay. Ngược lại cuối cùng khi mà hết ở đây thì nó là như thế này. Đây là cách thứ hai nha. Cách thứ hai nó cũng khá nhanh. Cách thứ hai là khá nhanh. Thật ra cách thứ ba nữa là chúng ta chỉ cần chạy cho đến từ hai, không phải đến n mà từ hai cho đến đến căn m2 của n là đủ. Đúng đúng là như vậy. Là cũng đủ. Thì chỗ này chúng ta chỉ việc sửa chỗ này là gì? Dn đây chúng ta dùng cái hàm cách 3 nhé, là chúng ta chỉ cần kiểm tra cho đến có ước nào mà nhỏ hơn đông bằng nhỏ hơn căn căn n là đủ. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta tạo một cái file một thứ ba, tôi làm cho các bạn ba cách nhé. Đây là cách thứ ba đây. Cách thứ ba là chỗ này, không phải đây là n mà đây là chúng ta đây là phần nguyên của căn m2 của n. Căn m2 của n thì chúng ta dùng cái hàm round. Round của n mũ 0.5 0.5 cộng 1 thì yên tâm. Đấy, round cái này cộng 1. Đấy. Round cái này nhé. Cộng 1. Thì nó chậm hơn một chút, nó nhanh hơn một chút. Vì với n là chỉ cần không cần kiểm tra đến tận n mà cần kiểm tra đến căn hai hoặc là n chia hai, n chia hai hoặc là n mũ căn 2. Đấy, thì nó cũng thế, nó ra nó vẫn thế. Đây là bài số 3 nhé, cách làm số 3 nhé. Đấy, cũng đúng không thì sai. Được rồi, như vậy đây là cái ví dụ 2. Ví dụ 2 tôi nói về về số nguyên tố nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ còn quay lại cái hàm này nhiều hơn nữa nhé. Chúng ta sẽ có rất nhiều bài tập nữa liên quan đến hàm, sẽ đi làm đi chúng ta sẽ làm đi làm lại những cái hàm khác. Bây giờ tôi quay sang, tôi trình bày sang phần tiếp theo là cái phần tôi muốn, là cái bài số 2, số 2 của sách nghiên cứu tri thức, là cái bài nói về cái phân phân biệt khái niệm là tham số và đối số của hàm. Đó thì chúng ta cùng nhau xem cái này nhé. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau tham số và đối số của hàm. Tham số và đối số. Của hàm nhé. Tiếng Anh nó là parameter nhé. Còn cái thằng này nó là argument. Argument nhé. Đấy. Thì thế nào là tham số và đối số của một cái hàm bất kỳ? Thì như sau nhé, khi chúng ta định nghĩa một cái hàm def một cái hàm f mà có hai tham số là x và y như này đó, xong chúng ta ví dụ chúng ta để z bằng x cộng y và chúng ta return return z đó, thì cái x y này là những cái mà mô tả trong khai báo của hàm, thì cái này thì nó gọi là tham số của hàm, là tham số của hàm nhé. Tức là những cái biến, những cái tham biến mà được mô tả trong định nghĩa của hàm thì nó là tham số của hàm. Thì cái định nghĩa này nó cũng giống như là cái khái niệm tham số của hàm, nó cũng giống như là tham số của hàm ở trong trong Pascal và C nhé. Đấy. Tuy nhiên cái này là khác này. Khi gọi hàm nhé. Khi gọi cái hàm f thì đây. Tôi lấy ví dụ như khi gọi hàm, tôi gọi hàm là f 3 1 hoặc là f a b, hoặc là có thể gọi dạng như này, gọi là f
a 5 là mã chữ bất kỳ. Thì khi đó những cái giá trị mà khi chúng ta gọi hàm ấy, thì tất cả cái này người ta gọi là đối số của hàm. Đối số của hàm. Vậy là gì? Đối số là những cái giá trị được ghi ở trong cái hàm khi mà chúng ta gọi hàm trong lời gọi hàm. Tham số là những gì ghi trong hàm khi chúng ta mô tả hàm, định nghĩa hàm thì nó gọi là tham số. Còn những gì mà chúng ta ghi khi mà chúng ta gọi hàm thì nó gọi là đối số. Thì đối số nó có thể là các giá trị cụ thể, ví dụ như là f 3 1 thì cái 3 1 là những số cụ thể. Nhưng có thể gọi f là một cái biến, là thiên biến, ví dụ như là a b là một cái đối tượng AB mà được định 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 nghĩa trước ở phía trên, ở bên ngoài thì tất cả cái này vẫn là đối số hết nhé, đối số. Như vậy là nó khác với Pascal. Pascal nó chỉ khái niệm tham số chứ nó không có giá trị là đối số. Và Pascal thì khi chúng ta gọi tham số thì quan trọng khi gọi hàm thì nó có cái ý nghĩa là nó có câu hỏi là chúng ta sẽ truyền tham số vào hàm đó như thế nào. Thì đối với đây tôi nói thêm, đối với Pascal ấy hay là C thì có câu hỏi như sau, câu hỏi là cách truyền dữ liệu qua tham số khi gọi hàm như thế nào. Đây là chúng ta cái này mà đây là một trong cái Đây là một trong những câu hỏi rất là khó ở trong cái phần Pascal các bạn tự dạy cho học sinh. Thì cách truyền dữ liệu qua tham số của hàm ở trong Pascal thì nó có hai loại truyền luôn. Một loại truyền là tham trị. Một loại thứ hai là truyền là tham biến. Những cái này dạy chúng ta dạy rất nhiều cho học sinh và tất cả chúng ta đều quen với cái cách cách suy nghĩ như này là truyền tham trị, tức là khi chúng ta gọi hàm thì giá trị được truyền vào trong hàm chứ không phải chúng ta truyền vào như là một cái biến. Còn tham biến là truyền cái biến vào trong hàm. Nó khi mà truyền tham trị thì khi mà thoát ra khỏi hàm thì cái biến ban đầu nó không thay đổi. Còn tham biến là khi truyền vào trong hàm chúng ta gọi ra, khi chúng ta chạy xong ra thì biến nó sẽ thay đổi. Thì đây là đối với Pascal. Còn ở trong Python thì hoàn toàn không có câu hỏi đặt ra, hoàn toàn câu hỏi chúng ta phải quên hết đi, không có. Và ở trong Python thì cái việc truyền dữ liệu hay là cái chuyện chúng ta gọi hàm số thì tất cả đều là đối số hết. Như vậy là cái việc mà truyền dữ liệu ở trong Python tất cả là truyền qua đối số. Và cái việc truyền này tức là truyền các cái đối tượng dữ liệu vào, như vậy là cách truyền dữ liệu. Tức là tôi cho nó kỹ hơn, cách truyền dữ liệu qua đối số của hàm là như sau, là truyền đối tượng dữ liệu. Thì cái này là cái mình không sách không nói mình chúng ta hiểu như vậy nhé, truyền đối tượng dữ liệu. Nó chỉ một cách truyền là truyền đối tượng dữ liệu, không có hai cách truyền, truyền tham trị hay tham biến, câu hỏi đó là không có. Và cách truyền dữ liệu qua đối số là gì, là truyền là thật ta đưa cái đối tượng dữ liệu vào vào bên trong hàm. Còn cái phần này tôi sẽ nói kỹ hơn nữa sau nhé. Như vậy là toàn một cái bài số 2 nó chỉ này thôi, nó rất đơn giản. Chỉ phân biệt là khi khi gọi thì chúng ta gọi là khác, khi khi gọi hàm là khác, khi khai báo hàm là khác. Khi khai báo hàm thì bắt buộc là phải có những cái tên biến, đúng không nhỉ? Là tên biến và cái đó gọi là nó là tham số. Còn khi gọi hàm thì có thể là chúng ta sử dụng các cái giá trị cụ thể a b c d e hay là một hai ba bốn, hoặc là chúng ta dùng các cái ký hiệu biến để mô tả cái việc chuyển chuyển đối số của hàm. Đấy, chúng ta nhớ nhé. Đấy. Đây nhé, tôi lại tôi lấy một cái em bây tôi ví dụ tôi làm một cái hàm khác nhé. Cái hàm này của tôi là sao? Cái hàm này của tôi là đầu vào của tôi là một cái
đầu vào là một cái dãy, và đầu ra là trả lại chính cái dãy đó. Mà sau khi sắp xếp ví dụ như vậy nhé, đây thì là như sau, tôi dùng cái từ là sắp xếp dãy A. Đây là như vậy, là A là một cái dãy đầu vào. Thì làm như sau này, thì tôi sắp xếp dãy A, ví dụ tôi viết là A bạn nhé, A sắp xếp cho tôi return A. Đó. Thì như vậy là gì? À, đầu vào là A, đầu A đầu ra là một dãy đã được sắp xếp là A rồi. Lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ như A bằng 2 1 9 0 5 3, được chưa? Xong tôi viết là A bằng, hay là B bằng đi, B bằng sắp xếp A, vào A sắp xếp A lại chỉ là B, thì B là chính là dãy A được sắp xếp theo thứ tăng dần là 0 1 2 3 5 9. Đây là kia, đây là đơn giản, đúng không? Nhưng mà nó trả lại. Và bài này chúng ta thấy gì, làm một cái hàm có thể trả lại giá trị là một dãy, đúng không nào? Như vậy là đây, thế như vậy là chúng ta gọi hàm nhé. Thì đầu vào của chúng ta là đối tượng A nhé. Chúng ta có thể viết khác, có thể viết như này, C bằng sắp xếp cụ thể như sau, tôi viết luôn cụ thể đây. Cụ thể đây là 2 3 1 0. Vậy ta chuyển vào là một cái dãy cụ thể, một cái list cụ thể luôn, không phải là biến như ở trên này A nhé, đây là biến cụ thể luôn, và trả lại của nó chính là C, chính là cái dãy trên mà được xếp thứ tăng dần 0 1 2 3. Như vậy là cái chỗ này thì cái chỗ này A là tham biến, đây là tham biến của hàm, còn ở chỗ này nó là tham số, đây là đố số của hàm, cái này là đố số nữa, đố số này là cụ thể ở đây. Đấy chưa? Mà chúng ta phân biệt là đây, đâu 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 là tham số, đâu là đối số của hàm. Bạn đã rõ chưa nhé? Như vậy là, nhưng mà vì sao định nghĩa đơn giản như vậy thôi, nhưng mà vì sao lại có như vậy, thì bây giờ tôi xin phép được mở họp một chút và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Bạn làm một chút gọi là nâng cao nhé. Cái phần này là phần mà toàn không có trong sách, nhưng mà chúng ta cũng đã từng biết rồi đấy, nhưng mà chúng ta không để ý thôi. Thực ra là chúng ta biết rồi. Thì bây giờ như này nhé, chúng ta nhớ lại cái lệnh print. Thì tôi biết là 3 2 3 như này, thì tôi in ra như bình thường, nhưng mà tôi viết được print như là 1 2 như vậy thế này, thế không nào? Thì các bạn biết vì sao ở chỗ này lại là chỉ có 2 tham số, ở chỗ này là 3 tham số đó, bạn có thấy không nào? Đấy, vậy là có thấy sự sự khác biệt không? Đó, thì chúng ta chú ý, bây giờ chúng ta sẽ học cái đó nhé. Thì đối với bây giờ chúng ta sẽ học, và tôi nói bắt đầu phần nâng cao đấy, chúng ta sẽ học cái gọi là phân loại cái tham số, phân loại tham số là như sau nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta học xong một cái điều, đây là phần nâng cao, như là phân loại tham số. Phân loại tham số của hàm. Đây là cái phần mà khác biệt này. À, học cái phần này thì chúng ta mới hiểu được vì sao mà Python nó lại chia làm hai loại, hai khái niệm, một là khái niệm là tham số, hai là khái niệm là đối số. Đấy, cái việc chúng ta định nghĩa hàm liên quan đến tham số, chúng ta gọi hàm liên quan đối số là nó rất là khác nhau. Thì chúng ta sẽ mô tả cái thêm loại là phân loại là tham số nhé. Đây. Thì bây giờ như này nhé, bây giờ mặc định nhé, khi chúng ta tạo ra một cái hàm def f x y này, chúng ta viết là z bằng x cộng y, ví dụ như vậy nhé, và chúng ta bắt đây là z, ví dụ z nhé, và chúng ta return là z là mũ 3, ví dụ thế nhé. Đấy. Được chưa?
Thì bây giờ tôi gọi hàm này, khi tôi gọi hàm là f nhé, tôi gọi hàm là f là 2, 3, thì ta hiểu như sau. Chúng ta hiểu là gì? Là 2 phải ứng với x gì? 3 phải ứng với y. Đúng không nào? 2 ứng với 3 ứng với y. Tôi enter nhé. Đấy. Bây giờ tôi gọi f, tôi biết là 2 có được không? Không là không được, mày báo lỗi ngay. Như vậy là gì? Như vậy là mặc định thì khi chúng ta gọi hàm thì số lượng các cái đối số phải bằng đúng số lượng tham số. Đấy, đó là mặc định nhé. Vậy khi chúng ta gọi vào hàm thì mặc định thì là hàm số là khi khai báo có bao nhiêu tham số thì khi gọi hàm có bấy nhiêu cái đối số. Đó. Như vậy là mặc định là như sau nhé. Mặc định là khi gọi hàm, mặc định nhé. Này, khi gọi hàm thì số các cái đối số bằng đúng cái số lượng số các cái tham số, tức là hàm có bao nhiêu tham số thì gọi hàm nó phải là có bấy nhiêu cái đối số, và cái đúng thôi. Khi chúng ta khai báo một cái hàm có bao nhiêu tham số thì chúng ta khi gọi hàm nó phải đưa từng ấy cái tham số đó vào bên trong hàm để nó chạy. Đấy. Cho nên là bình thường mà nó khi chúng ta gọi chúng ta khai báo một cái hàm f có thể là x1, x2, xn thì khi gọi hàm đây là mô tả hàm. Khi gọi hàm đối số thì chúng ta phải ghi đủ những là a1, a2, an, an này bằng nhau. Thì a1 này ứng với x1, a2 ứng với x2, an ứng với xn, nó phải trùng khít nhau thì nó sẽ mới đúng. Được chưa? Đó. Được rồi. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra như vậy là gì? Tức gì? Khi gọi hàm thì mỗi đối số ứng với một cái tham số ở trong trong khi chúng ta mô tả hàm mà buộc phải có hết, thì những cái tham số này thì người ta gọi nó là cái tham số bắt buộc, tức là tham số bắt buộc là tham số bắt buộc phải có khi chúng ta gọi hàm ở trong đối số. Thực ra còn loại thứ hai nữa, nó là tham số là mặc định hay tham số là không bắt buộc. Thì vậy chúng ta tạm thời ta chia nhé. Như vậy là cái tham số chúng ta có thể chia vào hai loại là tham số bắt buộc và tham số là không bắt buộc. Tham số bắt buộc người ta gọi là tham số mặc định. Tham số bắt buộc là tham số mà bắt buộc phải khi gọi là đối số là phải có tương ứng. Còn tham số không bắt buộc là tham số mà khi chúng ta gọi đối số có thể thiếu hoặc là vắng. Đấy, bây giờ tôi sẽ mô tả ý nghĩa của cái tham số mà bắt buộc không mà không không bắt buộc nhé. Bây giờ tôi mô tả lại này. Bây giờ nhé, bây giờ chúng ta mô tả như thế này. Def f x y. Thì nếu tôi để như này thì máy sẽ hiểu đó chính là các tham số bắt buộc. Nhưng mà tôi không muốn như vậy, tôi muốn trong hai tham số x y đó, tôi muốn là x thì là bắt buộc, còn y là tham số là có thể không bắt buộc, có thể vắng thì chúng ta không gọi, thì chúng ta sẽ phải khai báo trước cho nó một giá trị. Tôi viết như sau, tôi viết lại def x y bằng 2. Thì đây là mô tả một cách khai báo một cái hàm cho nó hàm x gì là tham số bắt buộc, còn y bằng 2 thì y là tham số không bắt buộc. Đó. Nhưng mà tham số không bắt buộc là tham số khai báo là tên tham số và bằng giá trị như thế này. Sau đó chúng ta cũng làm bình thường, chúng ta viết là z tính như bình thường nhé, z bằng là x cộng y. Đấy. Sau đó chúng ta vẫn tính bình thường là chúng ta return z mũ 3. Được chưa? Đó, thì đây là một cái lời gọi chúng ta thấy khai báo nó khác khác, khác thường chưa? Bây giờ tôi gọi gọi đó này, tôi gọi f này, hai bộ mang có được không? Hoàn toàn được. Nhưng mà tôi gọi F2 cũng có được không? Được. Khi gọi F2 là được, vì sao? Khi tôi gọi F2 thì máy hiểu như sau. Khi tôi gọi F2 thì máy hiểu như sau. 2 chính là tham số bắt buộc ứng x gì? Còn y nó mặc định nó bằng 2. Cho nên khi gọi F2 thì nó tương đương gọi là F22. Đó, thì như vậy là cái lời gọi này này, cái loại hàm này nó tương đương với lời gọi hàm này.
Đó. Như vậy là nếu mà chúng ta gọi cái hàm mà thiếu một cái đối số, mà đối số đó ứng cái tham số là mặc định, thì khi đó đối số đó sẽ được gọi và gán tham số giá trị mặc định. Đó. Các bạn hiểu chưa? Hiểu cái khái niệm tham số mặc định chưa? Thì nhé, bây giờ tôi viết lại cái định nghĩa cho ta, rồi chúng ta sẽ cùng ta làm nhé. Đây. Như vậy chúng ta làm như sau nhé. Khai báo này. Khai báo cái hàm tổng quát là như sau nhé. Tổng quát cái hàm F đây thì chúng ta có thể chia làm hai một nửa ra. Ở bên trái là các cái tham số bắt buộc. Tham số bắt buộc. Bao giờ cũng ở bên trái hết nhé. Và bên phải là có thể có là tham số tự chọn hay tham số lựa chọn, tham số không bắt buộc hay tham số mặc định. Tham số mặc định được quy định bởi ví dụ như là tên tên biến này, biến bằng giá trị. Đấy, chúng ta có thể ghi này, bằng giá trị. Đó. Thì những cái tham số nào mà được mô tả với dạng là biến bằng giá trị thì cái tham số này này người ta gọi đó là tham số là không bắt buộc. Đó là tham số không bắt buộc. Nha. Ý nghĩa là như sau này, là khi ra gọi hàm, khi gọi hàm thì tham số bắt buộc này có thể là vắng. Khi vắng thì máy hiểu là nó dùng cái giá trị này để đưa vào. Đấy, nó vắng mặt. Để mà nó làm cho chúng ta gọi hàm nó thuận tiện hơn. Tôi lấy ví dụ nhé. Này. Ví dụ nhé, bây giờ chúng ta tạo một cái hàm là hàm mũ chẳng hạn. Đây hàm mũ nhé. Tôi tạo một cái hàm mũ đây. F. Tôi tạo một cái hàm mũ. Nhé. Hay là lũy thừa đi. Lũy thừa. Hàm mũ đi. Hàm mũ. Mũ nhé. A mũ n. Đây hàm tính là a mũ n, nhưng mà mặc định mà nó thì n tôi để bằng 2. Như vậy là khi mà tôi viết là hàm không thôi, hàm mũ không thôi thì tôi hiểu đó là a bình phương. Đấy nhé. Đây, tôi return. Return là a n. Thì nếu mà mũ này, mũ là 2 là 3 mũ 7 thì hiểu rồi, 3 mũ 7. Nhưng mà mũ 4 không thôi thì khỏi viết thêm cái n bằng bao nhiêu nữa, n tôi viết thêm thì hiểu đây chính là 4 bình phương. Khi gọi là mũ 4 thì hiểu mới hiểu đây, ở đây chính là 4 này ứng với là cái tham số là a, là tham số bắt buộc. Nhưng mà thiếu vắng cái n, nhưng mà n là tham số mặc định cho nên khi gọi 4 thì mới hiểu à chính là gọi là a bằng 4 và n bằng 2 thì mới hiểu chính là bình phương. N bằng 2 đây. Như vậy đây cái hàm này cái đối với cái hàm này thì a là tham số bắt buộc. Chính là cái chúng ta muốn lấy lũy thừa lên, còn n là cái số mũ thì bình thường chúng ta gọi bình thường, nhưng mà chúng ta muốn vắng nó thì nó mặc định nó sẽ là 2. Chúng ta viết lại n bằng 2. Đó như vậy nếu mà vắng cái này thì hiểu nó là gì? Hiểu nó là n bằng hiểu nó là n là bình phương. Đó, nhưng chúng ta biết là mũ này mũ 200 thì chúng ta hiểu nó chính là 200 bình phương. Chúng ta muốn cụ thể hơn, chúng ta muốn mũ là 23 mũ 8 thì nó là 23 mũ 8. Còn nếu mà mũ mà 67 thì không thôi thì hiểu nó là 67 bình phương. Đấy. Và thế như vậy nó thực hiện không nào? Là như vậy là cái khái niệm tham số của hàm nó được mở ra một chút. Tham số chia làm hai loại, là tham số bắt buộc. Tham số đó là bắt buộc phải đưa vào trong lời gọi, đưa vào cái đối số khi chúng ta gọi. Còn tham số là mặc định, tại nó có chỉ mặc định được khai báo ở bên phải, không được phép là khai báo lẫn lộn nhé. Tất cả bên trái là các tham số bắt buộc hết, còn bên phải có thể là một hai ba cái tham số mặc định thì dồn hết sang bên phải. Và như sau, và cách mô tả là chúng ta dùng cái làm dòng lệnh là tham số sau đó nó bằng cái biến sau bằng giá trị như vậy n bằng 2 thì khi gọi chúng ta có thể bỏ qua cái đó, bỏ qua thì máy vẫn hiểu. Thì đó chính là cái nhưng mình chúng ta quay lại cái hàm print này, cái lệnh print mà chúng ta đã biết lệnh print, nhưng mà nó chúng ta biết chúng ta có thể dùng lệnh là help
đây cái lệnh này để kiểm tra xem là cái kiểm tra trong lệnh print nó có cái cú pháp đầy đủ là như thế nào. Đấy, bạn thấy nhé, như vậy là cái lệnh print nó có cái các cái value là các giá trị chúng ta cần in ra, sau đó là những cái tham số là lựa chọn tham số mà tham số xếp bằng, đây là một tham số có thể xếp bằng không nào, đây chính là một cái tham số là tham số là không 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 bắt buộc. Tham số thứ hai là n bằng, bạn thấy không nào, n bằng. Đấy, như vậy là cái n bằng là gì, mặc định là khi mà in ra xong thì chéo n, chéo n thì là chúng ta nhớ lại hôm trước cái chéo n này chính là cái một cái tự thoát để mô tả cái việc xuống dòng. Như vậy là mặc định in xong là nó xuống dòng. Còn đây, còn đây chính là cái một tham số nữa để mô tả cái định dạng chúng ta in ra file hay là không. Đấy. Đấy. Vân vân, cái này chúng ta cái này tôi không nhớ lắm là cái gì, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Đây này, flush là error to đằng nhằng lắm nhé. Như vậy chúng ta thấy như vậy là cái hàm mà lệnh pin nó rất là phức tạp chứ không phải đơn giản chỉ là một lệnh bình thường. Và bao giờ cũng vậy là khi mô tả một cái hàm thì bao giờ cái phần đầu của nó vẫn là các tham số bắt buộc, phần sau của nó là các tham số lựa chọn. Thấy không nào, chúng ta kiểm tra lại, ví dụ như chúng ta kiểm tra lại một số hàm nhé mà chúng ta đã biết này. Tôi lấy ví dụ như thế này, bây giờ chúng ta đây tôi lấy ví dụ chúng ta có một cái hàm là hàm mà hai một không năm mười bốn, ví dụ nhé, năm mười phẩy bốn, để chúng ta bất kỳ thôi, bây giờ tôi kiểm tra cái hàm sort nhé, hàm a này sort thì nó có những cái tham số nào, nó ghi đây này là sort nhé, sort bằng cái a này, sau đó là key này, fill bằng none này, reverse bằng false. Đấy, như vậy là cái hàm sort này nó có hai cái tham số là lựa chọn. Thế không nào, như vậy là cú pháp của hàm sort là như thế này, các bạn tập về quên nó sao này nhé, nó sao như vậy, để chữ key bằng none và cái reverse bằng false. Đấy, như vậy là mặc định là khi chúng ta bình định thì key này nó bằng none là reverse bằng font, tức là sắp xếp theo thứ tăng dần, còn khi chúng ta bỏ qua khi bằng khi là cái khóa chúng ta viết này, khi ta viết như này thì nó là theo thứ tăng dần. Bây giờ tôi muốn viết thêm là reverse vượt mà bằng true, mặc định nó bằng none mà mặc định nó bằng font, thì đây khi tôi viết như này thì nó chính là sắp xếp a theo thứ tự là giảm dần. Lệnh này này, enter. Thừa hai dấu ngoặc đây nhé. Đấy, enter này xong thì a, bây giờ a là xếp theo thứ tự là giảm dần. Như vậy là cái reverse này là nó làm cái tham số của cái hàm sort, hàm sort đó mà bình thường chúng ta không cần biết nhé. Mà khi chúng ta cái tham số này là một tham số là không không bắt buộc. Như vậy khi chúng ta bỏ qua, khi chúng ta viết là a sort thì hiểu gì, hiểu là cái tham số reverse bằng font, bằng mà định nó là font, thì như vậy nó sẽ xếp theo thứ tăng dần, a theo thứ tăng dần. Như vậy là một cái dãy a là chúng ta được quyền sắp xếp nó theo thứ là giảm dần hoặc tăng dần tùy thuộc vào cái tham số reverse, chúng ta nhớ nhé. Thì cái lệnh sort là cái lệnh mà chúng ta tác động vào chính cái đối tượng a. Như vậy khi mà chạy xong thì a nó thay đổi. Bây giờ luôn các bạn một cái hàm thứ hai, hàm liên quan đến sort là liên quan đến cái hàm là sorted, nói thêm một chút nhé. Cái hàm này là cái hàm tương tự như là sort nhưng mà nó không phải là một cái phương thức mà nó tác động lên cái hàm đó. Thứ a thì cái hàm này là hàm sắp xếp dãy a theo tự tăng dần hoặc là giảm dần, nhưng mà thân a thì nó giữ nguyên không thay đổi. Còn lệnh này này là nó sắp xếp a nhưng mà a cũng thay đổi, tức là nó tác động vào cái đối tượng a cũng thay đổi theo. Còn cái hàm này thì không, bây giờ thừa nhất đi. Đây. Tôi cho chạy lại nhé, đây. Hàm sort thì nó có cái mô tả giống như hàm sort đây, nhưng mà nó khác, hàm sort là nó là một cái hàm bình thường. Đây, giờ a cái này nhé. Tôi viết là sort. Sort. Thì đây là cái lệnh mà
nó sẽ trả về một cái dãy, là dãy chính là dãy A sắp xếp theo thứ tự tăng dần, bản thân A là không thay đổi nhé. Bây giờ tôi enter này, nó sẽ trả lại giá trị là dãy A tăng dần. Bây giờ tôi có thể viết là B bằng xong. À, nhé. Thì hàm này sẽ trả lại giá trị là một dãy B, mà B là chính là dãy A xếp theo thứ tự tăng dần, còn A không thay đổi, A vẫn là như cũ. Đó. Để tôi muốn xếp A theo thứ tự giảm dần làm như sau, tôi viết là C bằng sort. Sort. Nhưng mà tôi thêm một cái tham số, tham số là reverse, bằng bằng true. À, thì nếu như bằng true thì nó sắp sắp xếp mà a sắp xếp a phẩy reverse bằng true. Đó. Thì như vậy là a sẽ theo tự giảm dần. Gọi chú ý, nhưng đây là một cái hàm mà a là một cái tham số bắt buộc của cái hàm sorted thì, còn cái reverse bằng là một tham số lựa chọn, tham số mặc định, hay cái tham số là lựa chọn cũng được, cho phép lựa chọn trong một hai tham số, nhưng mà không nhất thiết phải 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 có mặt con số bằng ở đây. Đấy, như bạn thấy, như vậy tôi để ở đây enter nhé, thì C sẽ xếp A theo tự là giảm dần như A không thay đổi, A vẫn là như cũ. Như vậy là chúng ta chú ý cái hàm sort thì hàm sort thì là cái hàm làm hàm có sẵn của Python, nó tự động lên một cái đối tượng là A, và nó khác biệt với cái như vậy cái hàm này này là nó khác biệt với cái hàm mà ta vừa biết là cái hàm là A chấm sort, để chúng ta biết thông trước luôn. Đấy, thì cái hàm sort này này, hàm sort này là một phương thức của đối tượng A nhé, của đối tượng dãy. Còn cái hàm sort thịt này làm cái hàm mặc định của Python. Hiện tại chúng ta biết thêm cái hàm mới, cái hàm sort thịt này. Ý nghĩa của nó rất là giống cái hàm sort này. Đấy. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì như vậy là cái như vậy tôi vừa mới nói các bạn thì cái em bằng cái gọi là cái một chút nâng cao là hai cái em khai báo, tức là cái cách chúng ta trong các cái hàm, thì ở trong sách giáo khoa chỉ dạy phần tham số bắt buộc thôi, không dạy cái phần này, nhưng mà có thể chúng ta nhiều khi là cần đến nó khi chúng ta làm việc gì đó, chúng ta cần nó, và đối với học sinh mà muốn nâng cao, chúng ta có thể cho học sinh biết phần phần đó. Vì chúng ta khai khai báo, chúng ta tra cứu những cái hàm ở trong Python này, thì hàm nào cũng có rất nhiều những cái hàm nào có rất nhiều những tham số mặc định như này, là tham số mà nó được khai báo bằng dấu bằng, khai bằng dấu bằng, được khai báo trong trong cái mô tả hàm đó là dấu bằng. Đó, thì chúng ta chú ý nhé, nhiều lắm, cái này nó có nó rất nhiều là khác ấy. Bất cứ một cái hàm nào là chúng ta có thể quan sát và chúng ta sẽ thấy đó. Thì như vậy là một cái bình thường ấy, bình thường thì chúng ta chỉ có cái hàm tham số bắt buộc thôi, nó chỉ là cái hàm tham số, là các tham số bắt buộc bình thường chúng ta học ấy, tham số bắt buộc thôi, bắt buộc như này thôi. Nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ phải đưa thêm cái hàm ở phía bên phải, cái hàm mà mô tả bên phải mô tả ở trong là sai ngay. Tôi lấy ví dụ, làm ví dụ nhé, vì tôi mô tả một cái hàm như thế này là bị sai ngay nhé. Đếp một cái hàm mà là x thì lại là tham số là tham số lựa chọn một, còn y thì là tham số bắt buộc, cái này là lỗi ngay này. Để chúng ta viết sai nhé, nhé, y vậy tức là cái ở bên bên trái phải là các tham số mà là bắt buộc trước, sang bên phải là các tham số mặc định. Đây chúng ta viết ngược lại, x chỉ là mặc định trước, y là tham số bắt buộc. Chúng ta enter thử nhé, là máy báo lỗi ngay, máy báo lỗi ngay là cái em là các em là y là phải đứng trước. Đấy. Cái tham số bắt buộc cái này, bắt buộc nhá, thì ở trong trong Python nó gọi là default argument, là tham số bắt buộc. Còn tham số mà này là chọn này thì nó gọi là non default argument, thực chất là không quan trọng cái từ ngữ. Ta hiểu đây là tham số là ngược lại chứ, default argument là tham số mặc định hay là số không không bắt buộc, còn non default argument là tham số bắt buộc. Để nhắc lại cùng với tên các bạn chú ý nhé, nhắc lại cái tên của nó nhé,
Như vậy là tham số, chúng ta nhắc lại cái tên của nó, tham số bắt buộc. Tham số bắt buộc ở trong tiếng Anh nó gọi là non-deformed argument, là tham số không có giá trị cho trước, còn tham số mặc định hay bọn tôi hay dùng từ quen là tham số lựa chọn, chúng ta có thể chọn hay là lựa chọn nhé. Thì ở trong Python nó gọi cái này là deform argument, là nó có giá trị mặc định cho trước, deform là cho trước. Đấy. Thì nếu nó mà không hiển thị trong trong lời gọi, theo cái đôi số nó không có thì nó là nó sẽ trả lại giá trị mặc định. Đấy. Thì nó chính là nó gọi giá trị mặc định. Đấy, thì chúng ta chú ý nhé, thì đó là cái liên quan đến. Bây giờ chúng ta lại làm một số bài tập để chúng ta hình dung nhé. Bài tập như thế này, ta làm ngay trên này nhé. Ví dụ. Ví dụ chúng ta có một cái sâu nhé. Bây giờ chúng ta muốn như sau này. Chúng ta tạo ra một cái hàm là cái hàm để mà nó gọi là cái hàm mà biến đổi sâu đây nhé, là biến đổi sâu nhé. Chúng ta biến sâu. Đầu vào chúng ta là f matrix nhé. Rồi tiếp theo là một cái tham số ký hiệu là c nhé. Đấy. Mặc định sẽ bằng không, nếu sẽ bằng không thì chúng ta sẽ chuyển cái tham số mà msg này này chúng ta chuyển lên chữ in hoa. Còn C bằng 1 thì chúng ta chuyển xuống in thường. Đấy, chúng ta làm như vậy, làm như nào? Thì như vậy chúng ta khai báo sau cái đây là cái hàm mà đầu vào của nó là có hai tham số. Tham số 1 là MSG, là cái messenger. Là chúng ta muốn biến đổi nó. Trả lại là giá trị biến đổi của cái số messenger. Yeah. Nhưng mà nó phụ thuộc vào cái biến C. Nếu C bằng 0 thì chúng ta đưa tất cả cái sâu này lên chữ in hoa. Còn C bằng 1, chúng ta đưa tất cả xuống in thường thì làm thế nào? Chúng ta làm như sau. Đây. Nên mà if mà C mà bằng 0 thì chúng ta sẽ đưa tất cả xuống in hoa, chúng ta dùng lệnh return. Dùng cái lệnh gì đưa in hoa nhỉ? Return msg kp. Tôi kiểm tra một tí, tôi quên cái hàm đó rồi. Capitalize. Capitalize hình như là như thế này. Tôi sao chúng ta làm sao nhé. Đấy. Đó, và ngược lại. Không, tội gì làm thế, mình không cần làm như vậy. Xin lỗi, không cần. Không phải hàm này. Phải là cái hàm upper đấy chứ nhỉ. Để cho đơn giản. Upper. Đấy. Thì trở về là cái em ta trả lại cái sâu MSG mà được upper lên, được lên đi vào hết. Còn ngược lại else. L tức là khi mà C bằng 1 thì chúng ta sẽ return, hoặc chúng ta có thể dùng cái này, có thể để dùng F 4 nhé. L if C bằng 1. Đấy. C bằng 1 thì chúng ta chuyển về MSG chấm lower. Đấy. Còn thích chúng ta để nguyên lại là else, nếu mà C mà khác không khác một thì chúng ta để như cũ, chúng ta return ms. Như vậy C nó là một cái đầu vào của nó, nếu mà làm không thì chúng ta chuyển cái này, cái sâu này lên in hoa. C bằng 1 thì chúng ta chuyển xuống in thường, còn lại chúng ta giữ nguyên. Như vậy nó làm hoàn thiện một cái hàm như vậy. Đây chúng ta biết chúng ta biến đổi một cái sâu mặc định của nó là C bằng 0, cho nên chúng ta nếu chúng ta để sâu mà đây chúng ta để sâu mà viết chữ Hà Nội ở đây nhé, thì nó tất cả nó sẽ trả về là sâu Hà Nội, viết in hoa lên đây, trả về cho Hà Nội in hoa. Còn chúng ta viết là biểu diễn sâu đây, nhưng mà chúng ta viết là Việt Nam như này, Việt Nam, nhưng mà chúng ta đặt
đặt gì, đặt làm là một, tức là c của nó là một. Trên này là chúng ta không có gì cả thì mới hiểu à, chưa hiểu chỗ này là c bằng là c bằng không, còn cho để là một thì mới hiểu à, chúng ta c là một thì nó sẽ trả về là in thường, trả về là in thường. Còn chúng ta để làm vì chúng ta biểu diễn sâu sâu bất kỳ dùng nhé, quan trọng đấy. Mà chúng ta viết một số khác đi, ví dụ chúng ta viết là 10 chẳng hạn, một số không phải là một, không phải là không, thì mình sẽ trả nguyên lại cái sâu này, không không thay đổi, trả lại chính cái sâu này. Đấy. Nhưng chúng ta đây là một ví dụ một cái game cái hàm mà có cái tham số, nó là tham số mặc định hay tham số lựa chọn. Thế nào? Mà thấy nó phức tạp không? Mà nó rất là hay, làm cho cái việc chúng ta định nghĩa hàm nó rất là phong phú. Đấy. Nhưng chúng ta biết cái hàm sort thì đấy, nếu mà reverse bằng 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 for mặc định thì chúng ta xếp theo thứ tăng dần, còn reverse mà bằng true chúng ta là xếp theo thứ giảm dần. Vậy là một cái hàm nó có rất nhiều ý nghĩa, nó mở rộng hơn rất nhiều cái khái niệm hàm, như là một cái hàm có thể là tổ hợp của rất nhiều cái hàm khác, phụ thuộc vào các tham số là gọi là tham số mặc định. Được chưa? Thì một cái hàm nó có thể có rất nhiều tham số như vậy chứ không phải là không. Các bạn biết cái lệnh print cho chúng ta vừa nhìn đấy, cái lệnh print mà chúng ta vừa thấy nó có rất nhiều các tham số luôn chứ không phải đấy. Nên vừa set nhá, vừa end nhá, vừa file nhá, nó rất nhiều các tham số mà là tham gọi tham số là mặc định đấy. Thì chúng ta càng học lên cao thì chúng ta sẽ càng làm quen những cái hàm mà nó được khai báo là khá phức tạp luôn. Thì lúc bây giờ các bạn sẽ thấy là như vậy à, như vậy cái khái niệm hàm ở trong Python định nghĩa là nó rất đơn giản, nó giống hệt như là hàm ở trong Pascal, nhưng mà khi chúng ta dùng thấy là nó phong phú lắm ấy, phong phú rất là nhiều luôn. Đó, để chúng ta chú ý nhé, để tôi thêm một chút tới cái hàm ấy. Hàm ở trong Python nó có thể trả về bất cứ một giá trị nào, nó trả về là một dãy, trả về là một cái tuple, nó trả về hoặc nó trả về là một cái là một dãy các cái phần tử là vừa sâu là vừa ký tự là vừa số được thoải mái, nó rất rất là hay. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta một cái hàm, hàm này là cái hàm mà tôi muốn, cái hàm làm như sau, cái hàm này như sau, đầu vào của tôi là một cái dãy mà tôi muốn là trả về, đồng thời trả về cái phần tử max và phần tử min của dãy đó nhé. Như vậy là chúng ta đặt cái hàm là hàm max min của một cái dãy A. Đấy. Tôi muốn là hàm của chúng ta là trả về hai giá trị luôn, là max và min luôn, thì làm như nào? Đấy, thì chúng ta biết là trong ở trong Python nó có cái hàm là hàm max của dãy, hàm min của dãy, rồi tôi làm như sau, chúng ta viết là return max a phẩy min a. Như vậy cái hàm này trả lại đồng thời vừa max vừa min của a, nhưng thấy nó rất là mạnh không, nó không phải chỉ có là không phải như là chỉ trong Pascal chỉ trả lại một số thôi, ở đây trả lại đồng thời là hai số hoặc là nhiều số được. Enter thì như vậy là cái hàm ta cho hàm a là cái hàm như thế này, a là 1 2 0 10 100 trừ 6 8. Đây thì cái hàm là max min của a, max min của a đây, min của a nó trả phải đồng thời vừa max vừa min. Nên tôi có thể làm như sau, tôi có viết là x thì phải y bằng max min của a, và khi đó thì khi trả về như vậy thì x thì sẽ là max của a và y là min của a. Đấy, như vậy là ở trong Python cái việc của chúng ta trả về đồng thời nhiều giá trị là một cái mà cái đặc điểm rất đơn giản mà rất là mạnh của Python. Ở trong Pascal và C thông thường chúng ta hiểu một cái hàm trả về giá trị là một số thôi, nhưng cái anh này thì không, cái đối với Python thì giá trị của nó là rất là đa dạng. Đây chỉ là trường rất đơn giản thôi, nó trả về rất nhiều thứ nữa chứ không phải chỉ có là một cái dãy số nhé. Đó. À, bây giờ còn ít thời gian thì các bạn có muốn tôi làm cho hội các bạn làm bài tập nào không nhỉ, hay chúng ta này tôi làm như sau này, cho dãy A cho trước, bây giờ tôi sẽ trả về đồng thời hai dãy, một dãy là sắp xếp tăng dần của A và một dãy sắp xếp giảm dần của A, được chưa?
cho trước a nhé, a đây này. Bây giờ tôi sẽ làm cái dãy, tôi làm cái hàm. Hàm tôi viết là sắp xếp đi, sắp xếp a đi. Mà hàm này về hai dãy luôn. Dãy một là a xếp a theo thứ tự tăng dần, dãy hai sẽ xếp a theo thứ tự giảm dần. Và tôi muốn là sau khi trả về cái hai hàm đó, hai dãy đó thì a không thay đổi. Làm như sau nhé. Chúng ta gọi b là cái giá trị trả lại khi chúng ta b là cái hàm, b là cái dãy là sắp xếp tăng dần của a. Tôi dùng cái hàm sorted. Sorted sắp xếp theo thứ tự tăng dần của a thì đây chính là b nhé. Hàm này biết rồi, về hàm c. Hàm c là hàm sorted a nhưng mà dùng cái từ khóa reverse bằng true thì cái hàm thứ hai này vẫn là hàm sót thiệt nhé. Ở trên này là cái hàm là trả lại dãy là sắp xếp tăng dần của a, còn cái hàm số 2 này vẫn là hàm sót thiệt nhưng mà cái tham số nó khác đi một chút, cái đối số khác đi, là reverse bằng true thì nó sẽ trả về là dãy sắp dần của a. Hàm trên vì sao không có cái này, không có cái reverse bằng bằng form, bởi vì cái tham số reverse ở trong cái khai báo của cái hàm sót thiệt này là tham số thuộc cái dạng gì, thuộc dạng là mặc định không bắt buộc, cho nên tôi chúng ta có thể bỏ qua. Khi chúng ta viết như này thì mới hiểu là sorted a phải reverse bằng false, được chưa? Mà sau đó chúng ta sẽ return b phải c đồng thời luôn. Đó, làm như sau. Rất hay đúng không nào? Rất hay. Bây giờ a đây nhé, a đây bây giờ tôi viết là b phải c bằng sắp xếp a, enter. Thì B chính là A theo tự tăng dần, còn C chính là A theo tự giảm dần. Đồng thời chúng ta làm cả hai luôn, chỉ trong một hàm thôi. Thì chúng ta ở đây chúng ta thấy là có thể làm rất nhiều việc đối với khái niệm hàm. Là như vậy là hàm trong bài thân. Chúng ta học sâu một chút cho thấy nó mở rộng rất là lớn, rất là nhiều cái hay ho. Được chưa? Rồi nhưng mà thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Còn không hết thời gian là tôi không thời gian ra thêm nữa, thì lát nữa tôi cho các bạn một số bài tập các bạn sẽ làm và chúng ta sẽ còn làm việc hơn nhiều hơn nữa đối với khái niệm hàm. Chúng tôi sẽ góp cho các bạn thêm một số kiến thức nữa liên quan đến cái bài số 3 của sách giáo khoa các kiến thức, chính là cái bài mô tả cái nền tác dụng của biến đấy. Tôi sẽ nói kỹ hơn cái ý nghĩa của cái biến, khái niệm biến tổng thể và biến địa phương ở trong Python. Chúng ta cũng cho nó hiểu không nhỉ? Nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ, chào thầy. Chào thầy. Chào các bạn nhé.